bên trong người ta gọi là thân nhãn dưới độc tỵ ba thốn chị ạ, ra ngoài một khoát ngón tay thì là huyệt túc tâm lý đúng không ạ, dưới ba thốn và ra một sau một khoát ngón tay là túc tám túc tâm lý đúng không ạ. Huyệt túc tâm lý đúng không ạ. Tiếp theo ở dưới chân chúng ta có một cái huyệt mà anh chị đã nói rất nhiều về nó, chúng ta có huyệt gì ở đây ạ? Thái tam âm dao đúng không ạ? Tam âm dao là dao của ba đường kinh âm đúng không ạ? Vị trí nó ở đâu ạ? Trên mắt cá trong ba thốn và ra sau một khoát ngón tay là huyệt tam âm dao, gần như là nó ở sát chỗ của xương chày và đúng không ạ? Là tam âm dao. Chính giữa đỉnh mắt cá chân trong kẻ một đường thẳng vuông góc với gót chân asin, chính giữa đoạn đó chúng ta có một điểm gọi là huyệt thái khê của kinh thận đúng không ạ? Rồi ạ, chúng ta sẽ có một cái nhóm huyệt ở đây là ẩn bạch, đại đô, thái bạch, công tôn, thì đây chính là huyệt thái bạch chúng ta đang cần. Huyệt ở vùng da trắng nhất nên gọi là thái bạch đúng không ạ? Trắng trắng nhất đúng là vùng này là trắng nhất đúng không ạ? Là gì ạ? Ở phía sau của xương khớp khớp bàn ngón một của bàn chân đúng không ạ? Nó là chỗ lõm đây, là huyệt thái bạch, chúng ta có huyệt thái bạch kia đúng không ạ? Rồi ạ, tiếp theo là đến huyệt khâu khư. Huyệt khâu khư là huyệt chỗ lõm phía trước ngoài của mắt cá chân đây ạ, sờ thấy chỗ lõm đây ạ, đó là huyệt khâu khư. Khâu khư huyệt này nhìn quý ạ, thấy hay quên lắm, nằm xuống ạ. Vâng ạ, nằm xuống bé nó lên đây, đây là dưới rốn của bệnh nhân đúng không ạ? Có một cái đường giữa đi thẳng dọc cơ thể của chị đi qua rốn đúng không ạ? Đây là gì ạ? Rốn là thần khuyết và chúng ta ở dưới 1,5 thốn là huyệt quang nguyên, dưới 3 thốn là khí hải đúng không ạ? Quang nguyên khí hải đúng không ạ? Dưới nữa là khúc cốt đúng không ạ? Cái chỗ này mọi người thấy đúng không ạ? Khi mà đẻ xong ạ, phát cho một chai đem về phòng cho nước nóng vào chưa mà chưa dạ mùa đẻ, nhất là mùa đẻ đúng không ạ? Điểm điểm đâu con đâu con không phải con dạ con, các chị biết đẻ gì không? Để sản dịch không phải bí tiểu à, bí tiểu nhá, bí tiểu không sinh người ta mới làm vậy nhá, nó đang co dạ con mà chưa với chị ấn sợ lắm. Vâng đúng rồi ạ, đó là về quan nguyên và khí hải. Chúng ta có việc gì ở trên tay mặt tay nhỉ? Nội nội quang đúng không ạ? Đây chúng ta có huyệt nội quang và chúng ta còn một huyệt nữa trong nhóm huyệt điều trị mất ngủ rất hay gặp ở đây, chúng ta có huyệt nội quang này, tam âm dao ở chân và huyệt gì nhỉ? Đây ạ, thần môn đúng không ạ? Luôn tác động gì ạ? Từ trên xuống dưới đúng không ạ? Nội quang, thần môn, tam âm dao, mất ngủ đúng không ạ? Về kỹ thuật xoa bóng huyệt thì chúng ta cũng dùng các kỹ thuật xoa bóng huyệt vùng đầu, cổ, gáy và đau đầu như những bài khác. Nếu bệnh nhân có triệu chứng đau đầu nhiều thì mình sẽ dùng các huyệt bách hội. Thượng tinh xác định thế nào ạ? Trên chân tóc 0,5 đúng không ạ? Sẽ có một số người thì sao? Hai cái này nó trùng nhau, nếu xác định như thế đúng không ạ? Anh Tuấn nhờ? Đúng không ạ? Nó có dùng các huyệt gì? Đắp tay vào là gì? Giác tôn. Giác tôn đúng không ạ? Trên 1,5 thốn là xuất cốc đúng không ạ? Mình có chỗ lõm mà, cốc mà. Đó, sáng nay chị trải nghiệm rồi đúng không? Anh Hải anh nhấn cho rồi đúng không ạ? Đau nửa đầu đấy mình làm đúng đúng không ạ? Rồi thái dương và phong trì. Thái dương các chị biết rồi đúng không ạ? Đau hông mắt thì đau hông mắt. Đau hông mắt thì sao? Thêm gì nữa vậy? Thế chị tự xác định xem. Bây giờ mình học đến đây rồi chị muốn xác định những việc gì? Mới làm việc từ bài. Tứ bạch. Nói chung những trường hợp đau mắt ấy phải xác định là tại sao đau mắt. Có trường hợp vừa đau đầu, đau mắt. Có phản xạ ngay lập tức anh chị phản xạ gì không? Hả? Sờ chán lên sốt không? Đúng không ạ? Sốt rất hay gặp là đau đầu, nhức mắt. Đặc biệt sốt xuất huyết thì còn có đau bắp chân. Đúng không ạ? Mùa này đang là mùa sốt xuất huyết đấy. Cúm nhiều lắm nhé. Đau mắt phải rất cẩn thận. Thế thì nếu mà đau mắt thì thông thường ngoài ra còn rất nhiều bệnh liên quan nữa. Nhưng đau đầu thông thường người ta sẽ không phải đau mắt đâu, người ta đau toàn bộ ngoài này chứ không đau ở dưới. Rồi ạ, đó là về những cái huyệt vùng đầu mình thể dùng được. Chủ yếu mình sẽ dùng thêm hai huyệt ở bên này nữa. Đối với bệnh nhân stress người ta có hiện tượng mất ngủ, đó là hai huyệt an miên 1 và an miên 2. Xác định thế nào ạ? Nào minh ra giữa hai cái đấy chia sẽ làm từ phong khế phong với lại phong trì thì chia làm 4 đoạn.
Vâng. Thì hai cái đấy sẽ ở giữa hai bên. Là an biên 1 và an biên 2 nhá mọi người nhá. Đó, an biên là gì ạ? An là an thần. An biên là ngủ, giấc ngủ bình yên nhá, đỡ mơ, đỡ giật mình đúng không ạ? An biên. Dạ, tí nữa. Mình sẽ xác định trên người bệnh nhân đi. Nhưng mà thấy chỉ đây, để phòng đúng không ạ? Hai người an biên ở đây này. Thì ngay căn cứ gì ạ? Ok, 1 là do bạn cần cái tỷ đó yếu, đúng không? 2 là do cái thằng khác nó, ví dụ thằng nào khác tỷ mộc, can mộc đúng không? Nó mạnh quá nó làm cho thằng tỷ bị yếu đi. Hoặc 3 là cái thằng người mà nuôi dưỡng cái tỷ nó yếu. Người nuôi dưỡng tỷ là gì ạ? Cái gì sinh ra tỷ thổ? Hỏa đúng không ạ? Tâm hỏa đúng không? Vậy thì mình xem là người ta có bệnh tâm hay không? Người ta có bệnh tỷ nhiều hay là người ta có bệnh của gì ạ? Gì nữa? Gì nhỉ? Cái gì? Tỳ thổ sinh ra cái gì? Cái kim đúng không ạ? Có lo lắng nhiều không? Có mệt mỏi không? Cảm giác thở hơi không? Tim có hồi hộp chống ngực không? Thì chị sẽ phân định được loại bệnh nó rơi vào hỏa, tâm hỏa hay tỳ thổ hay phế kim hay can mộc. Từ đó mới đưa được pháp điều trị. Điều trị cái stress mất ngủ là cực khó, khó nhất luôn. Đúng không ạ? Đấy. Đấy, kể cả điều trị mất ngủ sẽ có 5 thể như vậy. Được chưa ạ? Mình sẽ nghiên cứu cái tên này. Chị về chị hỏi hết tất cả vấn đề bệnh nhân đi. Hôm sau mình sẽ đến bàn tiếp nhá. Được chưa ạ?